Chào cô chú anh chị nha, tiếp tục em soạn ra được một cặp máy cắt bê tông, cắt đá, cắt đường này, cầm tay này. Máy hai thì à. Rồi này, dòng này là dòng gọi là Echo Curic và còn gọi là Mikasa. Anh em tìm hiểu ha. Loại tất cả các dòng cắt đá, cắt bê tông thì đều nó có xả áp nha, để cho lúc mình cần giật nhẹ, tại vì hơi của nó lớn, nó nặng, nghĩa là nặng hơi. Bô rất đen nha. Cái loại này thì nó có cái quạt hút bụi ra sau. Cái nắp này thì nó có nứt như này, thì em thay cái nắp khác cho nha. Em thay cái nắp khác còn nguyên nha. Cái nắp cũng loại chỗ tránh như thế này còn nguyên cho. Ui trời, cái lồng này mọi người ơi. Cái lọc máy này y như cái lọc máy mới luôn. Mấy con quỷ đi sao nó mới dữ. Cái loại này thì hơi thì khủng khiếp lắm. Em kéo hơi cho nghe. Ôi trời. Ôi trời. Má ơi luôn. Này chắc. Ui cái lóc này mọi người. Má thiệt. Khiếp thật. Rồi. Con số 1 ha. Con số 2. Máy chưa dọn nha. Con số 2 này. Con này thì cái thiết kế nó cái phần này nó sẽ gọn hơn. Nó không có không có nặng nề, không có to nhìn nặng nề như bên này. Hai loại nó có đặc ưu nhược điểm khác nhau nha. Tem mát đồ, cái này như mới đó, mọi người, thiệt luôn. Này cái lóc này như lúc đánh gương. Cái này nó mới lắm. Này là tại vì em chưa có vệ sinh gì luôn á, chưa có xịt rửa gì. Lóc rồi. Chân chân giật hơi nghe. Má thiệt tình, hơi của nó giật đuối luôn. Thì cái dòng này này nó em nghĩ là nó có thể lên cái máy cưa, dòng máy cưa được nha. Sẽ có những cái dòng máy cưa y chang như con lò này luôn. Y chang không khác gì, nó là máy cưa, nó sẽ làm thành máy cưa, vì nó có phần trước đây, phần sau xanh phải nhớt đây, trước này là thường là nhớt này, ra lỗ nhớt, đó. Còn các bê tông thì nó không còn nhớt nha. Nói chung mình cũng chưa có mở cái đó nên em chưa có tìm hiểu. Này 1,1 triệu một con nha, thì những cái loại này thì cái lô này về nó ít có lắm mọi người, cái lô này em về nó ít lắm. Đa số là xin được qua không. Anh em nào nhanh tay thì còn ha. Tại vì em giao cũng gần hết. Còn cái mấy con là loại này là hết. Tại vì mấy anh em sĩ mua lần 4-5 con trở lên á. Em giao gần hết. 1,1 triệu một con. Anh em nào về mua dọn để có mà dùng gia đình. Đi làm thuê cho cắt thuê các mướn cũng được nha.